Anh em chào mừng anh em đã trở lại kênh Trai LPT Nhật Đức nhá. Hôm nay thì mình lại review tận cảnh cho các bạn cái bộ tem Kia Bongo 3 1.2. Đấy, hôm nọ thì đã review cho các bạn một mẫu tem rồi, hôm nay mình lại review lại một mẫu tem mới nhá. Mẫu tem này thì nó cũng rất nhiều anh em trên thị trường Việt Nam ưa chuộng, dán vào chiếc xe Kia Bongo 3. À đâu, Kia K50, K100 thì số linh hoạt rất là nhiều. Đấy, tem này rất là đẹp nhá, chứ không phải như này đâu. Mà bên trong của nó có một cái lớp này các bạn này. Đây các bạn phải bóc cái lớp này ra cơ thì các bạn mới thấy cái tem nó đẹp như nào. Đây này các bạn ạ. Đấy, chứ không phải là nó đây là mình chỉ review qua thôi, thì đây là nó có một lớp giấy bên ngoài bảo vệ. Khi anh em bóc ra thì nó sẽ đẹp. Anh em cứ soi trên mạng ấy. Những chiếc xe Bongo 3 1.2 đời 2017 18 nó như nào thì các bạn xem. Tem này thì nó sẽ có hai vế lái và phụ. Anh em phải để ý cho mình là khi mua tem thì các bạn để ý cho mình là có lái và phụ nhá. Nó sẽ bị ngược nhau. Đấy, tránh tình trạng mà các bạn mua bị nhầm một bên. Anh em phải nhắc nhở cửa hàng người ta ghi rõ là cái gửi cho tôi về đủ lái và đủ phụ. Đó. Bongo 3 1.2 tem rất là đẹp luôn. Tem này là tem Hàn Quốc xịn 100%, sản xuất bên Hàn Quốc. Đấy, nó còn một cái loại tem hàng Mobit xịn theo xe, thì cái hàng đấy là hàng chính hãng thì mình không có. Nhưng mà 90% thị trường Việt Nam về thì toàn bộ chỉ có tem này các bạn nhá, xịn nhất thị trường luôn. Đây không phải tem Sài Gòn, không phải tem Trung Quốc mà tem Hàn Quốc sản xuất xịn. Đó, độ bền nhóm rất là cao. Anh em có thể ủng hộ cho mình nhá. Theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Cũng như là 0243 861 6426 các bạn nhé. Ok, anh em đến video này anh em nhớ tất cả.